Thôi chúng ta cùng đi vào phần thứ nhất của bài. Một La Mã và về axit nitric. Công thức phân tử là HNO3. Còn công thức cấu tạo là HON đối đôi O và một liên kết cho nhận với oxy. Ở đây các em lưu ý cách viết công thức cấu tạo thì ta học từ lớp 10 rồi. Nitơ thì có 5 e ngoài cùng. Đúng không? Oxy có 6 e ngoài cùng. Nitơ cần 3, còn oxy thì cần cần 2. Hiro thì không nói, rất đơn giản. Axit HNO3 ta biết là axit một lần axit. Như vậy thì nó sẽ có cái liên kết là HO rồi đến nguyên tử phi kim trung tâm. Bây giờ giữa nitơ và oxy thì oxy là độ âm điện lớn hơn, ở đó được ưu tiên thỏa mãn bát tử trước. Vì vậy cho nên là ta sẽ viết liên kết đôi nitơ với oxy này. Sau khi có liên kết đôi này thì nitơ đủ bát tử rồi, đúng không nào? Nó có 5 e, bây giờ nó có 3 liên kết đơn. 3 liên kết chứ không phải 3 liên kết đơn, 3 liên kết thì nó sẽ được đủ 8 e. Khi đủ 8 e thì nó sẽ cho một đôi e chưa liên kết của nó cho oxy, cho cái oxy này đủ bát tử. Đấy là cái cách viết công thức cấu tạo của HNO3. Bây giờ ta sẽ đi nghiên cứu các cái tính chất cụ thể của nó. Thứ nhất là tính chất vật lý. Thì HNO3 là một chất lỏng không màu, bốc khói ở trong không khí và tan rất tốt trong nước. Nếu mà HNO3 để lâu ngày ấy, thì nó sẽ chuyển sang màu vàng, là do cái phản ứng phân hủy sau đây. Thường là phân hủy do ánh sáng sẽ tạo thành là NO2 cộng với oxy và nước. Do cái NO2 này nó tan vào trong nước, tan vào trong dung dịch, nó tạo thành màu vàng. Ta thấy đây chính là cái phản ứng nghịch, cái phản ứng ngược lại của phản ứng tổng hợp HNO3. Nếu vì là HNO3 dễ bị phân hủy bởi ánh sáng này, cho nên trong phòng thí nghiệm nếu các em để ý thì các em sẽ thấy ra các cái lọ đựng HNO3 thì thường nó có màu nâu. Hoặc là nếu như người ta đựng vào các lọ không màu thì người ta phải bọc giấy bạc che ánh sáng đi. Thế về tính chất vật lý của nó. Thứ hai này là về tính chất hóa học. Các em nhớ là ta đang học hóa thì tính chất hóa học là quan trọng. Nhưng mà trong đề thi thì có những câu lý thuyết người ta sẵn sàng hỏi các em về tính chất vật lý, thì các em cần phải lưu ý. Thế còn về tính chất hóa học đối với HNO3 thì mình có thể nói tóm tắt rằng nó là một axit mạnh và là một chất oxy hóa mạnh. Chưa? Cách khái quát thì nó sẽ là axit mạnh và chất oxy hóa mạnh. Nói chung là nitơ thì nó không bền ở số oxy hóa dương 5. Ta thấy là cùng trong nhóm nitơ phosphor. Nhưng mà nếu như phosphor cộng 5 ở trong cái phosphat, có thể là muối phosphat, có thể là axit phosphoric thì nó tương đối bền, nó bền số oxy hóa dương 5. Nhưng mà với HNO3 hoặc là các cái muối nitrat khác thì nó lại không bền. Đấy là cái điểm khác nhau giữa nitơ và phosphor. Thế còn để giải thích nó ấy, thì cũng tốn khá là nhiều thời gian. Nên những bạn nào mà quan tâm thì có thể tìm hiểu trong các cái tài liệu nâng cao dành cho học sinh giỏi. Thế còn ở đây thì thầy chỉ nhấn mạnh nó là axit mạnh và chất oxy hóa mạnh. Thế còn về tính chất cụ thể của nó, nhất là về tính axit thì không có gì phải bàn cãi cả. Đó là axit mạnh và có đầy đủ tính chất của axit. Thì ta nhớ là axit có 5 tính chất điển hình, các em học từ lớp 9 thôi cơ. Axit thì có thể là làm đổi màu chỉ thị, ví dụ như là quý tím chuyển sang màu đỏ. Có thể là tác dụng với kim loại giải phóng ra hiro. Tất nhiên là em trong điều kiện của axit này chắc phải rất là loãng thì mới làm được như vậy. Vì HNO3 là oxy hóa mạnh lắm, nó không chỉ giải phóng hiro đâu. Tính chất thứ ba là tác dụng với oxit bazơ. Thứ tư là tác dụng với bazơ và thứ năm là tác dụng với muối. Đấy là năm tính chất của axit mà HNO3 đều có đầy đủ. Thứ hai là về tính oxy hóa. Tính oxy hóa. Thì nói chung là HNO3 làm chất oxy hóa rất mạnh, thầy đã nhấn mạnh ở trên này rồi, là chất oxy hóa mạnh. Thế còn mạnh như thế nào ấy và sản phẩm tạo ra là gì thì nó lại phụ thuộc vào nồng độ của HNO3 và phụ thuộc bản chất của chất khử. Ta có thể ghi là sản phẩm oxy hóa sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là nồng độ của HNO3 và thứ hai là bản chất của chất khử. Chất khử càng mạnh và nồng độ HNO3 càng loãng thì số oxy hóa của sản phẩm sinh ra nó càng thấp và ngược lại. Đấy, ngược lại như thế nào? Các em hiểu rồi.
Sau đây tôi sẽ xét lần lượt các cái phản ứng minh họa cho tính oxy hóa mạnh của HNO3 mà thầy vừa nhắc đến. Thứ nhất là phản ứng với kim loại. Thì HNO3 sẽ oxy hóa được tất cả kim loại. Lên số oxy hóa cao nhất kim loại. Lên số oxy hóa cao nhất. Tất nhiên là nó trừ vàng và bạch kim. HNO3 muốn hòa tan vàng thì bạch kim thì phải dùng cái sự kết hợp của nó với HCl tạo thành cái hỗn hợp gọi là nước cường thủy hay là cường toan ấy. Thế còn đối với các axit, xin lỗi, đối với các kim loại thì nó lại chia ra các trường hợp. Ví như lúc nãy thầy nói là phụ thuộc vào nồng độ HNO3, phụ thuộc vào bản chất chất khử. Nhưng mà kim loại thì tính khử của nó không giống nhau. Ta có hẳn một cái dãy hoạt động hóa học kim loại, ta có một cái dãy điện hóa của kim loại. Vậy tính khử nó rất khác nhau, vì vậy mình phải chia nó ra. Thứ nhất là đối với các kim loại yếu. Kim loại yếu ví dụ như là đồng, bạc, này, ví dụ như thế. Thì nó sẽ tạo thành NO hoặc NO2. Nếu là NO2 thì là axit đặc. Còn NO, NO là trong trường hợp mà axit loãng. Axit loãng. Lấy ví dụ ra. Ví dụ như bây giờ cho đồng tác dụng với HNO3 mà loãng sẽ tạo thành là CuNO3 hai lần cộng NO cộng nước. Cân bằng cái phản ứng này thì cũng giống như là cân bằng cái phản ứng oxy hóa khử bình thường thôi, đúng không? Đồng từ 0 này dương 2, nitơ là từ dương 5, còn là nitơ dương 2. Như vậy thì một chất đã cho đi 3, một chất đã nhận vào 2, tỷ lệ sẽ là 3 2. 3 đồng bên này thì 3 đồng bên này. 2 NO ở đây cộng với 6 N ở đây sẽ có 8 N. 8 N thì sẽ có 4 nước. Thì đấy là cái ví dụ thứ nhất. Thứ hai này là cái trường hợp mà axit, xin lỗi, kim loại là kim loại mạnh. Mạnh ở đây là nói đến cái bọn mà không tác dụng với hydro thôi nhé. À, xin lỗi, không tác dụng với nước. Nếu mà cái bọn tác dụng với nước thì ít xét đến. Kim loại mạnh ở đây thì từ magie trở đi. Magie này, nhôm này, kẽm này. Thường là ba cái này là chủ yếu nhất. Đấy. Và axit loãng nữa. Thì nó sẽ tạo thành, có thể tạo thành được N2O, có thể N2 và thậm chí có thể ở NH4NO3. Tức là khử xuống mức rất thấp rồi, đúng không? À, trong N2O thì nó cộng 1 này, N2 thì nó 0 này, NH4NO3 là trừ 3. Đấy, khử xuống các mức thấp hơn so với các kim loại yếu ở trên. Thì ta có thể lấy ví dụ. Ví dụ chuyện tạo ra N2 chẳng hạn, ví dụ thầy cho kẽm tác dụng với HNO3 loãng thì khi đó sẽ tạo thành ZN NO3 tất cả hai lần cộng với N2 đi, đúng không? Và nước. Nitơ đây là 0 này, nitơ dây dương 5 này. Nhưng mà các em chú ý là khi cân bằng các em phải lưu ý là N2 có 2 nitơ. Do đó bên này cần phải 2 nitơ dương 5 mới tạo ra được nó. Và như vậy số E từ dương 5 này về 0 thực chất là 10E. Kẽm ở đây là 0, xong rồi là dương 2. Như vậy là đã cho đi 2E. Một cái cho 2E, một cái nhận 10E thì tỷ lệ sẽ là 1 và 5. Vậy là thêm 5 vào kẽm. 5 vào kẽm. À, về nitơ, ta bảo toàn nitơ, ta thấy bên này có 10 nitơ với 2 nitơ là 12. Vậy đây là 12. Chỗ này sẽ là 6 nước. Bạn nào không tin thì có thể kiểm tra lại số oxy ở hai vế. Là kiểm tra rất đơn giản thôi, các bạn đừng có lấy 3 x 12 ở đây rồi là 5 x 3 x 2 ở đây, đừng làm như vậy. Nếu muốn kiểm tra oxy ở trong cái phản ứng oxy hóa khử mà có các cái chất như thế này thì ta hãy so sánh, ta triệt tiêu bớt những gốc giống nhau đi. Bên này có 10 gốc NO2, à xin lỗi, 10 gốc NO3, 10 gốc nitrat. Bên này có 12, ta triệt tiêu đi cái 10 đi. Thì bên này chỉ còn là 2 NO3 thôi. 2 O3 tức là 6 O thì bên này có 6 nước. Vừa đủ rồi, đúng không? Tức là phản ứng đã cân bằng. Đấy, thì thầy nhắc lại. Cái phần này ta đã học từ lớp 10 rồi, nhưng thầy vẫn cứ nhắc lại như vậy cho các em nhớ.
Thế còn nếu như mà bạn nào học chương trình lớp 12 nhưng mà thì ta lại phải lưu ý thêm liên hệ phần này, phần kiến thức về acid nitric này với cái phần các kim loại mà chúng ta đã học. Thì ta thấy thêm một cái yếu tố nữa là trong số các kim loại, ngoài kim loại yếu, kim loại mạnh thì còn một trường hợp nữa khi kim loại tác dụng với HNO3, đấy là kim loại bị thụ động hóa trong HNO3. Thì sẽ có một số kim loại ở đây cụ thể ra nó gồm có nhôm này, chrom này, sắt này và niken. Và niken là thụ động hóa. Thụ động hóa trong HNO3 đặc nguội. Bị thụ động hóa như thế nào? Tức là khi đó cái bề mặt kim loại nó bị oxy hóa rất là nhanh, tạo ra một cái lớp oxit mịn, mỏng và rất là bền với axit. Khi đó nó sẽ ngăn cho cái phản ứng giữa kim loại với axit không tiếp tục xảy ra, và người ta gọi cái hiện tượng đó gọi là thụ động hóa, kim loại bị thụ động hóa ở trong HNO3 đặc nguội. Thế thì ở đây các em phải lưu ý là ngoài HNO3 thì H2SO4 đặc nguội cũng sẽ làm kim loại bị thụ động hóa. Rồi một chi tiết nữa, đấy là ở đây nhớ rằng có hai điều kiện là đặc và nguội. Đấy, chứ còn một số đề thi mà thầy đã đọc, người ta lại chơi chữ, người ta lại cho các kim loại tác dụng với HNO3 loãng và nguội. Thì lúc bấy giờ vẫn tính là phản ứng có xảy ra. Nếu bạn nào mà cho nó không xảy ra thì lại không đúng. Đấy, thì đấy là một số vấn đề. Thế ngoài ra về mặt giải toán, ta nhớ rằng đây là cái phản ứng của kim loại với HNO3 ấy, là cái phản ứng mà đề thi cực kỳ thích khai thác. Hầu như đề thi đại học năm nào cũng có từ khi mà thi trắc nghiệm, và những câu hỏi nó cũng gần gần giống nhau. Phương pháp giải cũng gần gần giống nhau. Cái phương pháp giải ấy thì chúng ta đã có một cái bài giảng khác về phương pháp bảo toàn electron rồi, thì chắc chắn là sẽ có đề cập đến cái phần này. Tuy nhiên thầy vẫn muốn nhắc lại các em một số kết quả có liên quan thôi, đúng không? Là khi ta giải cái bài tập về cái phản ứng của kim loại tác dụng với HNO3 ấy, chúng ta phải chú ý mấy cái yếu tố sau đây này. Thứ nhất là nếu như có nhôm, có kẽm và magie thì ta phải phân tích xem là có tạo ra NH4NO3 hay không. NH4NO3 hay không? Tại sao lại phải phân biệt riêng NH4NO3? Nó có gì khác so với cái chất khử của các cái sản phẩm oxy hóa còn lại? Thì các em nhìn thấy là tất cả các sản phẩm mình nói ở trên này, NO2, NO, N2O, N2 đều là chất khí. Riêng có cái NH4NO3 này này thì nó lại tan ra trong dịch sau phản ứng. Như vậy trong sản phẩm khí thoát ra, đề bài có thể cho hỗn hợp khí, cho một khí thoát ra, thì nó sẽ không có NH4NO3 mà nó nằm lại trong dung dịch. Thì đấy là cái yếu tố mà các em cần quan tâm. Vì đề thi mấy năm gần đây thì đều có hỏi đến cái yếu tố này. Ý thứ hai các em cần quan tâm đấy là gì? Ta dùng phương pháp giải là phương pháp bảo toàn E, bảo toàn electron đấy, để giải dựa trên nguyên tắc là tổng số mol e cho bằng tổng số mol e nhận. Đấy. Thế và một cái hệ quả của cái này thì là một tính chất cực kỳ quan trọng. Đây là nếu như cho kim loại tác dụng với HNO3, nhớ là chỉ kim loại tác dụng với HNO3 thôi nhé, và cũng chỉ là axit HNO3 thôi, không được hỗn hợp với axit khác, thì ta sẽ có một tính chất này, có một cái công thức hay là một tính chất là gì? Là số mol HNO3 phản ứng mà tính theo sản phẩm khí ấy, thì nó sẽ bằng này, sẽ bằng 2 lần số mol NO2, sẽ bằng 4 lần số mol NO, sẽ bằng 10 lần số mol của N2O và bằng 12 lần số mol của N2. Đấy. Công thức này ở đâu ra? Thì các em có thể xem lại cái bài giảng về phương pháp bảo toàn E và bảo toàn điện tích. Thế còn thầy chỉ nói với các em cái cách để nhớ được các con số này thôi. Thầy không nói về cái phương pháp là phân tích và chứng minh tại sao lại có cái công thức này. Còn thầy thì nói cái cách nhớ thôi. Cách nhớ là gì? Đây tôi có 3 oxy đúng không? HNO3, 3 oxy. Sau này mất đi 1 oxy. Sau NO2 mất 1 oxy. Về hệ số nó sẽ là 2. Bởi vì ta nhớ là trong cái cách viết phương trình nhôm thu gọn ấy, ta có một cái phương pháp cân bằng phản ứng oxy hóa khử là phương pháp thăng bằng ion electron.
Thế thì khi mà viết phương trình ion thu gọn ra thì ta có tính chất là vế nào mà thừa oxy thì ta thêm 2H cộng để tạo thành nước. Thì ở trường hợp này là mất đi một oxy này thì ta hệ số là 2. Nếu như tạo ra NO mất 2 oxy thì hệ số nó sẽ là 2 nhân 2 bằng 4. Tạo ra N2O thì mất đi 5 oxy. Tại sao 5 oxy? Bởi vì bên này là 2NO3 có 2 nitơ đấy. Đấy, cho nên là bên này sẽ là 2 nhân với 3 là 6 oxy bên này. Bên này có 1 oxy vậy mất 5, 5 thì hệ số là 10. Tương tự như vậy, nếu là N2 thì mất 6 oxy, 6 thì sẽ là 12 mặt hệ số. Nhưng các bạn có thể xem lại các cái phản ứng ở trên này, các bạn thấy này. Tạo ra NO đúng không? Tạo ra NO thì có phải là hệ số sẽ là 1 và 4 không? Nên tạo ra N2 này, tạo ra N2 này thì hệ số nó sẽ là 1 và 12. Đấy. Thì các em nếu như mà áp dụng cái tính chất này trong giải toán thì kết quả mình thu được rất là nhanh. Như thầy vừa nói ấy, thì cái bài tập liên quan đến phản ứng của kim loại với HNO3 là cái phản ứng cơ bản trong đề thi đại học luôn có, thậm chí là một đề có đến 3-4 câu liên quan đến cái phản ứng này. Thế thì có rất nhiều cách hỏi khác nhau, nhưng trong khuôn khổ của bài học hôm nay thì ta chỉ có điều kiện để xét đến một cái ví dụ thôi. Còn đâu các em có thể theo dõi thêm, làm thêm các cái bài tập ở trong phần kiểm tra hoặc cái phần học liệu mà thầy đưa kèm cùng bài giảng hôm nay. Bây giờ ta sẽ xét một câu trong đề thi khối A năm 2009. Khối A năm 2009. Tại sao thầy lại chọn cái bài này? Vì cái bài này nó cũng giống hệt như một cái câu khác tương tự như vậy ở trong đề thi khối B năm 2008. Đề bài như sau này: là hòa tan hoàn toàn 12,42 gam nhôm. Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam nhôm bằng dung dịch HNO3 loãng dư. HNO3 loãng này và dư. Thì thu được dung dịch X và 1,344 lít hỗn hợp khí Y ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp Y gồm hai khí là N2O và N2. Biết tỷ khối hơi của Y so với hydro là 18. Người ta hỏi là cô cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Và yêu cầu là tính giá trị của m. Cho các em có đáp án A 97,98 gam. B là 106,38 gam. Đáp án C là 38,24 gam. Và đáp án D là 34,08 gam. Đấy, bây giờ ta sẽ cùng nhau đi giải quyết cái bài tập này. Đầu tiên là khi đọc đề bài ta thấy là phản ứng của nhôm với HNO3, vậy ta biết ngay phương pháp giải sẽ là phương pháp bảo toàn E. Để phân tích là như vậy. Ta sẽ dùng phương pháp bảo toàn E khi mà có cái phản ứng oxy hóa khử, có cái sản phẩm khử sinh ra sau phản ứng. Thế còn cụ thể thì như thế nào thì ta thử phân tích này. Ta thấy là cái phần hỗn hợp Y là tính được số mol E mà nó nhận. Tại sao? Vì ta có số mol rồi, số mol rồi, số mol của từng khí tính được ngay, bởi vì nó có tỷ khối. Các em nhìn dùng đường chéo một phát nó ra. Như vậy ta tính được số mol của mỗi khí trong Y này, từ đó suy được số mol E nhận này. Thế nếu như mà phản ứng mà vừa đủ ấy thì không cần phải cho số mol nhôm này đâu. Tại sao đề bài lại cho số mol nhôm? Vậy ta có một cái dấu hỏi ở đây, có vẻ như là thừa dữ kiện mất rồi. Thế thì chứng tỏ rằng là ý đồ người ta đề là có thể có NH4NO3. Tất nhiên là mình mới nghĩ như vậy thôi nhé, tức là có thể thôi, nhưng còn có thật hay không thì phải đi kiểm chứng. Đấy, thì đấy là ý đồ. Thế sau đó thì ta sẽ làm tiếp các bước khác như bình thường bằng cách là so sánh số mol E cho và số mol E nhận thôi. Đúng nào? Thì thầy đã giải cụ thể theo cái hướng đó. Cách làm đầu tiên này, bước đầu tiên là ta đi tìm số mol các chất đã. Số mol của nhôm để bài cho là bằng 0,46 mol. Tính được ngay đúng không? Số mol của Y thì bằng là 1,344, các em nhẩm được 0,06 mol.
có như vậy. Bước đầu tiên là tìm số mol. Bước thứ hai này, đi tìm số mol của N2O và N2 bằng cách dùng đường chéo. Cái này thì dễ rồi đúng không? N2O có M bằng 44. NO, xin lỗi, đây là N2, M bằng 28. Với M trung bình này bằng 18, so với hydro thì nhân 2 bằng 36. Ta sẽ dùng đường chéo. Trên đường chéo ta lấy giá trị lớn trừ giá trị nhỏ. 44 trừ đi 36 thì được 8. Lấy giá trị lớn 36 trừ 28 được 8, hay tỷ lệ là 11. 11 ấy, mà tổng số mol là 0,06, như vậy suy ra mỗi cái có 0,03 mol. Khi mà tổng, xin lỗi, số mol của mỗi cái là 0,03 rồi thì ta sẽ tìm được tổng số mol e nhận. Sẽ bằng này. Sẽ bằng là N2O. N2O thì là cộng 1. 2 nitơ cộng 1. Xong đó HNO3 thì là cộng 5. 2 nitơ cộng 1 mà xuất phát từ 2 nitơ cộng 5, như vậy thì nó sẽ nhận là 8 e. N2 đây là 0. 2 nitơ 0 được tạo ra từ 2 nitơ dương 5, như vậy nó đã nhận vào 10 e. Như vậy ta sẽ có là 8 nhân 0,03 và 10 nhân 0,03. Nhưng các em đừng tách nó ra mà hãy tính theo kiểu đặt nhân tử chung, đúng không? Sẽ là 0,03 nhân với mở ngoặc ra là 10 cộng với 8 ấy, hay là 18. Đúng không? Thì ta sẽ thu được kết quả là bằng 0,54 mol. Các em có thể tính nhầm cũng được. Nhá. Hãy nhớ là các em hãy tối ưu hóa từng phép tính một ở trong từng bài toán một. Bởi vì là không phải bài nào cũng có phương pháp giải nhanh đâu. Có những bài chỉ có một cách thôi. Thế thì cái cách làm nhanh nhất là mỗi một bước giải ta đều tối ưu hóa. Thực ra mỗi phép tính các em chỉ nhanh hơn những người khác 5-10 giây thôi, thì trong cả một cái đề thi gồm 30 câu, mỗi một câu mình nhanh hơn người khác 10-20 giây thì kết quả rất khác rồi. Thế là có rồi. Ở đây thầy lưu ý thêm một chi tiết này, là ngoài cách làm đường chéo ra, có những bạn mà rất là thông minh và bạn tính nhẩm tốt. Đấy, tính nhẩm như thầy vừa nói ấy, thì các bạn sẽ tìm được ngay là, các bạn nhận xét được là M trung bình của hỗn hợp Y ấy thì bằng 36, đúng không? Như mình viết ở trên này này. 36 ấy, thì bạn ấy tính nhẩm được rất là nhanh là bằng 44 cộng 28 trên 2. Tức là trung bình cộng, đúng không? Thì theo cái tính chất mà mình đã học rồi ở trong cái bài giảng về pháp trung bình mà thầy hướng dẫn ấy, thì ta sẽ có ngay được số mol của hai cái này phải bằng nhau. Và tất nhiên là bằng 0,03. Đấy. Ngoài cách dùng đường chéo các bạn có thể tính cách này được, nhưng thầy nghĩ là thôi, là mình chéo nó không mất thời gian bao nhiêu thì làm cho chắc, đúng không? Nhưng còn đây là mình biết tỷ lệ 1:1 rồi thì mình mới suy ra cái này đấy. Nhưng quay trở lại bài toán, thì như thầy đã phân tích là đề bài này có vẻ là hơi bị dễ dãi quá khi mà người ta vừa cho mình số mol e nhận, người ta lại cho mình cái chất khử ban đầu. Thế thì ta phải nghi ngờ, đúng không? Còn mình nghi ngờ cho nên ta sẽ so sánh. Ta có số mol e cho là bao nhiêu nào? Nhôm có 0,46 mol, tìm được đây rồi. Và nó cho 3E, như vậy nó sẽ là 0,46 x 3 bằng 1,38 mol. Với 0,54 này, 1,38 này, thấy mâu thuẫn không? Rất là mâu thuẫn. E cho lớn hẳn so với E nhận. Như vậy chứng tỏ là phải có một cái chất nào khác đã nhận E rồi, đúng không? Phải có NH4, NO3. Ở đây ấy, thì các em chú ý là đề bài cho HNO3 dư. HNO3 dư nhôm tan hết. Cho nên chắc chắn nó phải nhận đủ được 1,38 mol E này. Không thể nhận ít hơn được vì HNO3 đã dư rồi. Có NH4, NO3 thì số mol của nó là bao nhiêu? Tính được ngay. Sẽ bằng này. Số mol E cho của mình 1,38 trừ đi e nhận của mình là có 0,54, vừa tính được đây, tất cả chia cho HNO3 trong này là nitơ trừ 3, đúng không? Nitơ trên này là dương 5, từ dương 5 về trừ 3 thì có 8 e, vậy là chia cho 8, các em sẽ ra được kết quả là bằng 0,105 mol.
Như vậy thì trong dung dịch X ý, tức là dung dịch sau phản ứng sẽ có gì? Sẽ có muối AlNO3 tất cả 3 lần. Và có muối NH4NO3. AlNO3 tất cả 3 lần thì số mol nó bằng số mol nhôm, bảo toàn nguyên tố nhôm. Đó là 0,46 nhân với M lớn của nó. Cộng với NH4NO3 có M lớn của nó nhân với 0,15. Đấy chính là hai thành phần sau phản ứng và khi ta thu cạn được và thu được chúng nó. Như vậy thì các em dễ dàng tính được tổng, các em thấy đáp án đúng sẽ là đáp án B 106,38 gam. Trên đây thì thầy vừa mới trình bày với các em cách giải thứ nhất. Đây là cách mà thầy nghĩ là cái người ra đề người ta muốn như vậy, và đa phần các bạn học sinh khác hay là các sách tham khảo thì người ta cũng giải như vậy thôi. Tuy nhiên là đi thi trắc nghiệm ấy, thì ta không chỉ có cái đề bài mà ta còn có bốn đáp án này này là cái dẫn đường cho mình để mình tìm được đáp án đúng. Thế và cùng một cái đề bài đưa cho tất cả các học sinh, đã có hàng triệu học sinh. Thế nhưng mà cách nhìn của mỗi một người khi mà đọc cái đề này nó sẽ khác nhau. Mỗi một người có khả năng quan sát, khả năng nhận xét là khác nhau. Vì vậy cho nên là bài này ngoài cách làm bình thường ra, ta còn có một cách làm đặc biệt nữa. Nếu như mà các em có khả năng quan sát đủ tinh tế để nhận xét được điều này. Đấy là HNO3 loãng dư. Nếu như HNO3 loãng dư, thực ra là dư đã, dư thì có nghĩa là nhôm tan hết. Nhôm tan hết. Cái này thực ra lúc nãy làm theo cách lúc nãy chúng ta cũng phân tích như vậy. Chúng ta không khai thác nó. Bây giờ ta lại đi khai thác nó xem nó thế nào. Nếu mà nhôm tan hết ấy, thì cái M cái kìa chắc chắn là nó phải gồm ít nhất là có muối AlNO3 3 lần. Đúng không? Phải lớn bằng 0,46 mol của AlNO3 3 lần. Khối lượng là 213. Nếu các em tính thì em thấy nó bằng 97,98 gram. À như vậy là đến đây ta đã loại được ngay C và D. Các em thấy không? Chỉ một cái nhận xét rất là ngắn ngủi và một phép tính rất đơn giản ta đã loại được C và D. Đến bây giờ thì vào phòng thi tùy tình hình, nếu như mà ta không đủ thời gian làm nữa, gấp gáp quá rồi, ta sẽ chọn đại một trong hai cái A và B. Đấy, nhưng mà nếu mà còn thời gian thì ta sẽ đi phân tích. Phân tích như thế nào? Ta thấy là bây giờ nó lớn hơn nó bằng thì có A và B thỏa mãn. Vấn đề là nó bằng hay nó lớn hơn. Đúng chưa? Rồi đi xác định. Đi xác định thì có nhiều cách. Bây giờ lại quay lại câu chuyện lúc nãy, mình có thể là đi dùng đường chéo hoặc là dùng phương pháp trung bình ấy, tìm số mol của N2O và N2 rồi so sánh e cho e nhận. Đúng chưa? Cách làm là giữa A và B ta có thể làm một cách là so sánh e cho và e nhận để kết luận là có NH4NO3 hay không. Nếu có thì đáp án đúng sẽ là B, nếu không có đáp án đúng sẽ là A. Thế thì để đi tìm câu hỏi, chứ nó để đi tìm câu trả lời, thực ra mình chỉ cần là có hay không chứ không cần bằng bao nhiêu. Đấy. Các em nhớ đi thi trắc nghiệm bây giờ cái cách tư duy là như vậy. Không phải bài nào ta cũng cần tìm cái đáp án chính xác, mà ta chỉ cần cái giới hạn đúng nhất, phù hợp nhất. Thế thì không phải lúc nào cũng đi tìm một cái gì đó phải bằng bao nhiêu, mà có khi câu hỏi chỉ cần là có hay không hoặc là khoảng bao nhiêu thôi. Thế thì để tìm câu trả lời là có hay không thì như thầy nói đấy, các em có thể so sánh e cho và nhận theo cách đấy. Nhưng mà có những bạn khác ấy, bạn ấy nghĩ rằng không cần phải làm như vậy. Ta có thể làm cách thông minh hơn nữa. Đó là như sau. Ở trên này ta đã tìm khoảng cho M rồi. Bây giờ ta hãy tìm khoảng cho E nhận thông qua số mol hợp Y. Thì ta có này, số mol E mà hỗn hợp Y nhận luôn luôn là nhỏ hơn. Luôn luôn là nhỏ hơn 0,06 nhân 10. 0,06 ở đâu ra mà 10 ở đâu ra? Thế thấy này, hỗn hợp Y có 0,06 mol, cái này là cố định rồi, không thay đổi rồi. Trong 0,06 mol đấy thì gồm có N2O và N2. Trong N2O và N2 thì N2 nhận 10E, N2O nhận 8E. Như vậy hỗn hợp này sẽ nhận nhiều E nhất, nhận nhiều nhất khi toàn bộ hỗn hợp là N2. Đúng không? Như vậy đấy chính là cái cận trên của nó, cái giới hạn lớn nhất của nó. Tất nhiên là không có dấu bằng. Đấy. Thì nhỏ, xin lỗi, lớn nhất của nó là như thế này, là bằng 0,6 mol. Và 0,6 mol này thì vẫn nhỏ hơn 1,38. Đúng không? 1,38 ấy là ta lấy 0,46 ta nhân 3 đấy. Đúng chưa? Do đó cho nên ta kết luận luôn là có NH4NO3. Có NH4NO3 vậy thì sẽ đáp án đúng là B. Vậy các em thấy không? Thầy chỉ viết ra có 3 dòng thôi là ta có đáp án đúng ngay rồi.
Ở đây thầy kết luận luôn là có NH4, NO3 mà không cần tìm e nhận chính xác bằng bao nhiêu. Thầy chỉ cần biết rằng e nhận nhỏ hơn 0,6. Thế là được rồi. Đấy, thì đấy là cách tư duy mà ta sẽ dùng để làm bài trắc nghiệm. Tiếp tục chuyển sang cái phản ứng tiếp theo minh họa cho tính oxy hóa của HNO3. Thứ hai này, lúc nãy ta đã xét phản ứng với kim loại rồi, bây giờ ta có phản ứng với phi kim. Thì HNO3 cũng oxy hóa được nhiều phi kim. Oxy hóa được nhiều phi kim. Và nó sẽ tạo ra sản phẩm khử là NO hoặc NO2. Tùy nồng độ. Và thông thường thì trong quá trình oxy hóa này, nếu là phi kim mà có axit có oxy tương ứng thì nó sẽ tạo thành axit có oxy đấy luôn, tức là lên số hóa cao nhất luôn đấy. Ví dụ này, dù ta có là carbon nhé, cộng với HNO3 thì sẽ tạo ra axit có oxy tương ứng với cái số hóa cao nhất của carbon, đấy chính là H2CO3, đúng không? Tuy nhiên là H2CO3 thì nó không bền, cho nên nó sẽ tạo thành CO2 nước. Thế còn sản phẩm khử thì tùy, ví dụ thầy dùng đây là HNO3 loãng đi, thì chỗ này sẽ tạo ra NO. Thế còn nếu mà đặc thì nó sẽ tạo ra NO2, đúng không? Tương tự như vậy, nếu như H3PO4 thì có phosphor này, cộng với HNO3 này, loãng đi, cũng sẽ tạo ra được H3PO4, đúng không? Cộng với NO. Đấy, thế thì các em thấy rằng là nó oxy hóa lên số hóa cao nhất của phi kim. Và trong dung dịch như vậy thì nó sẽ tạo thành axit tương ứng với nó. Đấy là với phi kim. Thế còn với các hợp chất khác, có là với các hợp chất khác mà có tính khử, thì nó cũng oxy hóa được. Ví dụ như là oxit chẳng hạn, ta có oxit của sắt FeO hoặc là F3O4 mà tác dụng với HNO3 thì nó sẽ oxy hóa toàn bộ các cái sắt có mặt trong này, tạo thành là sắt 3 số sẽ có nhất luôn, đúng không? Cộng với ví dụ NO2 và nước, trong trường hợp thầy dùng đây là HNO3 đặc. Đấy. Hoặc là các hợp chất có tính khử khác, ví dụ như là H2S, đúng không? H2S tác dụng với HNO3. Tùy theo sản phẩm, có thể là SO2, có thể là H2SO4, cũng có thể là lưu huỳnh. Trong trường này thì có thể viết tạo thành là lưu huỳnh cộng với NO cộng với nước. Các phản ứng này các em về nhà tự mình cân bằng nhé. Đấy là một cơ hội để mình rèn luyện lại các cái kiến thức về cân bằng phản ứng oxy hóa khử luôn. Đấy. Bây giờ ta sẽ có tiếp các cái ví dụ theo. Có một cái ví dụ như sau này. Ví dụ thứ nhất đi. Về cái phần chuyện là HNO3 này nó oxy hóa các cái hợp chất và các cái phi kim như thế nào. Thì có ví dụ thứ nhất như sau này. Là cho các chất là Fe, SeO, FeOH2 FeOH3 F3O4 Fe2O3 FeS FeS2 FeSO4 lần lượt tác dụng với HNO3 với HNO3 đặc nóng. Người ta hỏi số phản ứng oxy hóa khử xảy ra, số phản ứng oxy hóa khử xảy ra là, cho mình cái đáp án này, A là 3, B
là 4, C là 7 và D là 8. Thế đối với những cái bài kiểu như thế này, là cái bài mà xác định số phản ứng này, đúng không? Hoặc là số chất này, vân vân. Thì ta thấy là cách làm rất đơn giản, người ta đi xác định cái tính chất mà cái chất đó cần, sau đó ta đánh dấu, người ta đếm thôi. Chứ không phải viết phương trình phản ứng ra đâu nhé. Nhiều bạn là ngồi viết phương trình phản ứng, ta có bao nhiêu chất này thì làm sao mà ngồi viết hết được. Nhưng bây giờ ta sẽ đi tìm cái tính chất của chất đó. Thì bây giờ muốn phản ứng là phản ứng oxy hóa khử với HNO3 thì cái chất đó phải còn tính khử, tức là còn nguyên tố mà có thể đưa lên số sẽ cao hơn nữa bằng HNO3. Thế thì những chất nào thỏa mãn? Sắt là thỏa mãn này, đúng không? Đang là không. Sắt này là sắt dương 2 ở trong FeO vậy cũng thỏa mãn này. FeOH 2 lần cũng sắt 2 đúng không? Thỏa mãn này. FeOH 3 không rồi đúng không? Vì là trong này thấp nhất chỉ có mỗi oxy là trừ 2 thôi. Sắt dương 3 rồi, hydro dương 1 rồi. Có mỗi oxy trừ 2 thôi, nhưng oxy thì không bị oxy hóa được bởi HNO3 theo cách đó, cho nên đấy không có phản ứng xảy ra. F34 có sắt 2 đúng không nào? F23 thì sắt 3 thì không. FeS có sắt là dương 2. Lưu huỳnh thì là trừ 2. Nó tóm lại nó không thể cao nhất được. Vậy chất này cũng có. Tương tự như vậy FeS2 thì còn kém hơn nữa, đúng không? FeS4 lại sắt 2. Như vậy mình đi đếm thôi. Bây giờ sau khi đánh dấu xong, nhất là đầu tiên nhé, như thầy nói là phải xác định tính chất. Đấy là gì? Đấy là nó phải có tính khử và bị oxy hóa được bởi HNO3. Sau đó đi đánh dấu và đếm. Đây có 1, 2, 3 chất, 4 chất, 5 chất, 5 chất đây, 6 chất và 7 chất. Như vậy đáp án đúng mình sẽ là C, 7 chất. Thăng tiếp ví dụ thứ hai của phần này. Đây là một câu ở trong đề thi khối A năm 2009. Như thầy nói là một năm thì phải có đến 3-4 câu, chỉ còn nhiều hơn nữa ấy, 6-7 câu ấy, liên quan đến HNO3. Đấy, cho nên là cái phần này rất là quan trọng, đừng có bỏ qua. Một câu từ khi khối A năm 2009 như sau này, là cho phương trình Fe34 cộng với HNO3 tạo ra FeNO3 tất cả 3 lần cộng với NXOY và cộng với nước. Cộng với NXOY cộng với nước. Nên ta hỏi là sau khi cân bằng phương trình phản ứng với hệ số nguyên tối giản. Nhớ là nguyên và tối giản. Thì hệ số của HNO3 là cho các em cái đáp án sau đây là đáp án A 46x-18y, đáp án B 45x-18y, đáp án C 13x-9y và đáp án D 23x-9y. Thì đây là một bài trong đề thi khối A 2009, một cái năm mà đề thi cũng tương đối khó. Và câu này nếu mà xét một cách nghiêm túc ra thì cũng là một câu khó đấy. Khó ở chỗ là nó là phản ứng oxy hóa khử và có chứa chữ. Đây, cái mình có chứa chữ này. Cho nên là cách làm ấy, thông thường thì các bạn sẽ viết phương trình bán phản ứng oxy hóa, bán phản ứng khử. Sau đó các bạn xác định được các hệ số cho nhận E, rồi các bạn nhân chéo lên, các bạn điền vào, rồi các bạn ra. Đấy là cách mà ta làm từ lớp 10. Mà nếu mà làm như vậy thì quá mất công. Và không phải bạn nào cũng biết cách làm. Nếu mà làm như vậy thì thầy sẽ phải gợi ý cho các em là trong trường hợp của nitơ chẳng hạn, ta có nitơ này là dương 5. Dương 5 này. Nitơ chỗ này sẽ là gì? Oxy là trừ 2 đúng không? Luôn luôn là trừ 2 rồi. Như vậy số âm ở trong này sẽ là trừ 2 nhân y là trừ 2y. Như vậy số dương cũng phải là cộng 2y để bù vào cho tổng bằng 0. Thế cộng 2y và có x nguyên tử sẽ là cộng 2y trên x. Đấy là số oxy hóa của nitơ. Thế để xác định được hệ số E mà nó nhận là bao nhiêu ấy, thì các bạn sẽ phải làm như sau này.
Nitơ bên này là dương 5 đúng không? Tạo ra bên này là x nitơ cộng 2y trên x về số siêu hóa nhé. Cộng 2y trên x. Thì bên này có x nguyên tử nitơ thì bên này có x nguyên tử nitơ. Vậy thì các bạn sẽ phải cân bằng đi tìm cái hệ số xem nó đã nhận vào bao nhiêu e. Muốn tìm hệ số đấy ấy, thì các bạn sẽ phải làm như sau này. Các bạn sẽ thấy là tổng bên này là 5x, dương 5x. Tổng bên này sẽ là dương 2y. Muốn biết xem hệ số của e là bao nhiêu thì các bạn lấy trung gian là 0. Từ dương 5x về 0 thì phải cộng với 5x electron. Từ 0 lên 2y thì phải trừ đi 2y electron. Như vậy mới có được hệ số đây là 5x trừ 2y. Đấy. Sau đó tất nhiên là F3, 4 thì nó trong một e, nó không nhân hệ số vào. Thì đấy là cách mà các bạn sẽ phải làm theo kiểu lớp 10. Kiểu lớp 10 đấy, tức là phân tích số oxy hóa, viết bán phản ứng oxy hóa khử rồi đặt hệ số. Tuy nhiên đi thi trắc nghiệm mà làm này thì chết. Làm sao đủ thời gian được, người ta còn bao nhiêu câu nữa đang chờ ở trước mắt. Vì vậy cho nên là trong khi thi trắc nghiệm, người ta phải chú ý quan sát. Thầy đã nói là cái quyết định nằm ở khả năng quan sát và đánh giá nhận xét. Thì ta thấy là ở đây ấy, từ HNO3 này chuyển thành nước. Đấy, đúng không? Thì ta nhớ lại nguyên tắc của cân bằng mà, của một phương trình phản ứng là bảo toàn nguyên tố. Thứ tự của quá trình bảo cân bằng cái phản ứng oxy hóa khử bao giờ cũng là đặt các cái hệ số này vào các chất. Sau đó cuối cùng rồi thì các em sẽ cân bằng hydro. Đấy, thế nhưng mà đây là bài trắc nghiệm thì đừng có làm theo đúng trình tự đấy, mà hãy làm là cân bằng hydro đầu tiên đi. Muốn cân bằng hydro thì hydro ở đây này, muốn tạo thành nước mà lại là số nguyên thì hydro phải là số chẵn ở bên này, đúng không? Hệ số của nước mà nguyên, cái cách trên này bây giờ là sẽ bỏ đấy nhá. Cách trên này này là cách thứ nhất thôi. Bây giờ ta làm cách 2. Đấy. Đấy, hệ số của nước là nguyên thì hệ số của HNO3 phải chẵn. Phải chẵn đúng không? Thế bây giờ xem có cái nào chẵn. À chẵn này. Còn cái nào chẵn nữa không ạ? Hết rồi đúng không? Vậy đáp án đúng phải là A. Chỉ có đáp án duy nhất là đáp án A thỏa mãn thôi. Và đấy là đáp